Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình có đi Expo West Natural Product ở Anaheim. Thì buổi sáng mình tới đây á, mình thấy những người đi Expo là đang tập yoga. Expo West thì được tổ chức ở Anaheim Convention Center. Ngày hôm nay theo mình được biết á, là có khoảng 2858 các cái nhà vendor, cái quầy trưng bày. Như cả nhà thấy thì Convention Center Anaheim rất là lớn. Và Expo West ở đây thì nó chia ra được nhiều cái kho khác nhau dành cho những cái sản phẩm khác nhau. Bây giờ là mình đang đi bộ vào bên trong ha. Bên ngoài á, thì có những cái quầy để sample, thì mình có thấy là có nước, có chip, có sữa, và có một cái quầy á, là ở bên kia là mình có thấy là có để moon cheese. Thì cái sản phẩm moon cheese này á, mình có lấy một vài cái sample ăn thử á. Thì sản phẩm này là zero sugar, nó có tinh bột đó, và rất là cao thành phần protein. Thì khi mình lấy thì mình có lấy hai gói sample của cái loại regular, và bên kia hình như cái sample bên này là pepper flavor, mình cũng có lấy một gói sample. Khi mình đi vào bên trong thì mình sẽ thấy những cái quầy trưng bày đó, những cái sản phẩm nào mà mới thì sẽ được trưng bày ở đây, và những cái nhà mà exhibitor thì phải trả thêm một số tiền riêng để được trưng bày ở những trong cái booth, những cái quầy như thế này. Vì mình tới là buổi sáng là khá là sớm, cho nên là khi mà mình coi những quầy trưng bày này á, thì có một số quầy á, là chưa được trưng bày bên trong. Khoảng 9 giờ sáng á, thì mình mới thấy là một số nhà vendor bắt đầu là trưng bày. Và đây là cái kho để đi qua, đi xuyên suốt qua cái ACC Hall ở Convention Center. Khi mình đi xuyên suốt qua thì mình sẽ tới một cái building khác á. Ở đây có ghi là North Hall và Arena. Thì bên trong cái North Hall là trong đó là có food product, hot food product. Còn ở trong cái Arena thì cũng có hot food product và có specialty food product. Những cái thức ăn nóng á, giống như những cái thức ăn mà mình thấy bán ở Costco mà mình đem ra mình microwave hay là mình bỏ vô lò nướng á. Phía bên ngoài á, thì cũng có những cái quầy để sample ha. Thì cái quầy này á, là mình thấy có nước uống nè, cái brand của nó là Feel Good, trong đó thì có vitamins và những cái rau củ quả. Khi mình hỏi người vendor ở đây á, thì người ta nói là có hai cái flavor khác nhau, cái mùi vị khác nhau cho cái nước uống này.
Okay. So yeah, not a concentrate, but it doesn't drink. It's not like a V8. Okay. So that's why we're able to actually make the flavor profile really good, because it's just plant extracts. Yeah. Thank you. Yep. Thank you. Và đây là party cookie. Thì mình có thấy sample ở đây là chocolate chip cookie. Những cái cookie này mình thấy có ghi là gluten free, vegan và non-GMO. Khi mà mình đi vào bên trong cái hot food hall và mình nhìn từ khi nhìn xuống lầu 1 á, mình thấy là có rất nhiều cái quầy trưng bày ha, đã mở cửa rồi. Và có một số quầy trưng bày thì vẫn còn đang empty, chưa được set up, tại vì là buổi sáng mình tới vẫn còn hơi sớm. Và bây giờ là mình sẽ đi xuống ha. Bây giờ là mình đi vào main entrance. Thì bên trong có rất là nhiều quầy. Và đây là rice bar. Và cái bar này mình thấy là có nhiều các flavor khác nhau ha. Có chocolate flavor. Thì những cái rice bar này là được làm từ brown rice. Và cái nguyên liệu của nó cũng là gluten free, vegan và non-GMO. Và đây là birthday cake cookie. Thì mình cũng có lấy một gói sample ha. Freeze-dried fruit, you just mix them with water and ice and you have a delicious smoothie. We also have freeze-dried fruit. Fruit is upcycled and used in our granola. Và bên trong đó thì mình có thấy có một số là hot food. Thì ở đây mình có thấy là pizza vừa được nướng xong ha. Thì pizza này là có hai loại khác nhau nè.
Và đây là brand Now Food. Thì Now cũng là một cái brand nổi tiếng bán supplement và những cái personal care. Thì ở đây mình thấy là có một số personal care và mình có lấy là một gói sample ha. Và đây là một chiếc cà phê nè. It's a powdered mix, and all you have to do is add your liquid sweetener of choice and your nut butter of choice, or seed butter. So in the base is oat flour, coconut flour, but then we have... Have you used Vital Proteins before? Yes. Oh, okay, cool. Do you have any questions? We have gummies, we have our healthcare practitioner guide, and then our performance bar is here. Okay, thank you. Và đây là Vital Protein. Thì brand này á rất là nổi tiếng về collagen. Mình có thấy là brand này bán ở Costco rất là nhiều á. Thì ở đây là mình có một sample là Apple Cider Vinegar. Okay, và bây giờ là mình đi tiếp theo xuống cái kho ha. Ở đây có honey, different kind of honey. Và tiếp theo là bánh thầy gia kỳ. Thì bánh này á, ở trong á, là nó có thêm là có chocolate cream. Thì mình có lấy một phần sample của bánh này. Thì tiếp theo là có một cái quầy trang trí rất là ấn tượng ha. Thì mình thấy cái quầy trang trí rất là đẹp. Thì mình có tới gần để coi thử là sản phẩm ở đây là gì. Thì phần lớn sản phẩm ở đây là protein powder, sữa protein. Và đây là cauliflower chips. Thì nguyên liệu chính của cái chips này là cauliflower, coconut oil và pumpkin seed. Yes, thank you. You can take those are two best sellers. Okay. Yes, thank you.
Thật ra là quầy lọ này, thì ở đây mình thấy là có nhiều loại kem khác nhau ha. Và tiếp theo là sun noodle, thì những người ở sun noodle là đang nấu mì ha. Và tiếp theo thì mình thấy có một gian hàng của châu Á, và ở đây có bán kiwi. Tiếp theo thì mình thấy có một sản phẩm rất là hay ha, là nếu mà mình uống chỉnh thì sáng hôm sau mình có thể uống cái loại nước này, nó sẽ giúp cho mình được tỉnh táo hơn á. Thì trên cái bình nước nó có ghi là morning recovery. Quay tiếp theo là incredible, thì những cái bao này á, bên trong nó có cream jelly. Mình ăn thử một cái bao thì nó hơi crunchy một chút ha, và cái jam này á, là từ New Zealand. Video của mình đến đây là hết rồi, hẹn cả nhà phần tiếp theo nha.